David Beckham phát khóc vì quyết định của Messi. David Beckham đã đặt cả trái tim và tâm hồn của mình vào việc đảm bảo có được sự phục vụ của Lionel Messi cho Inter Miami. Và giờ đây bộ đôi này đang nhắm đến vinh quang MLS Cup trong mùa giải trọn vẹn đầu tiên của cầu thủ người Argentina tại Hoa Kỳ. David Beckham được mô tả đã rơi nước mắt khi cuối cùng anh cũng nhận được xác nhận rằng thỏa thuận Inter Miami ký hợp đồng với Lionel Messi đã hoàn tất. Beckham bị đánh thức lúc 5 giờ sáng khi đang ở Nhật Bản vào ngày 7 tháng 6 hè 2023 khi anh điên cuồng với lấy chiếc kính của mình. Huyền thoại người Anh đã mô tả việc cuối cùng đã có được Messi. Sau một quá trình theo đuổi mệt mỏi và không ngừng nghỉ để có được chữ ký của El Pulga kéo dài khoảng 3 năm 9 tháng là một trong những thành tựu lớn nhất trong cuộc đời mình. Thương vụ bắt đầu vào tháng 9 năm 2019. Khi Beckham bay từ London đến Barcelona để nói chuyện với cha của Messi và người đại diện Jorge Mendes. Nhưng M10 khẳng định rằng anh còn công việc chưa hoàn thành ở châu Âu và không có thỏa thuận nào khi đó. Mới đây, giám đốc kinh doanh của Inter Miami Xavier Asensi đã nói với Miro Football, ngay từ đầu, chúng tôi đã nói rằng câu lạc bộ cần điều tốt nhất. Vào thời điểm đó, Messi đang ở Barca và chưa bao giờ chơi ở bất cứ nơi nào khác. Sau đó, khi anh ấy đến Paris, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có một cơ hội thực sự. Đã được vài tháng, chưa kể là nhiều năm trước đó, chúng tôi đã làm việc không mệt mỏi và kết quả đến. Bây giờ mọi thứ chúng tôi làm đều xoay quanh Messi, sự cường điệu mà anh ấy tạo ra chứ không chỉ ở Miami, mà còn ở các bang và MLS nói chung. Sau khi có được Messi, đội bóng bang Florida đã tiếp tục mang thêm nhiều ngôi sao nổi tiếng khác của bóng đá thế giới như Sergio Busquets Jordi Alba hay mới nhất là Luis Suarez. Ông chủ David Beckham và những người đứng đầu Inter Miami đang từng bước xây dựng câu lạc bộ ngày càng lớn mạnh và cùng hướng đến những danh hiệu cao quý trong tương lai gần. Inter Miami đang đứng đầu bảng MLS với 7 điểm từ 3 trận mở màn. Messi đã có 3 bàn thắng và một pha kiến tạo sau 3 trận.